Xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Công Nguyễn, nơi chia sẻ kiến thức tổng hợp, du lịch khám phá và sự kiện. Hôm nay mình giới thiệu một tính năng bảo mật mới của Sacombank Pay, Smart OTP. Smart OTP là phương thức bảo mật để giao dịch trực tuyến miễn phí, chính thức triển khai từ ngày 25 tháng 5 năm 2022, nhằm giúp khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng an toàn trên một ứng dụng duy nhất Sacombank Pay. Các bạn mở và đăng nhập ứng dụng thanh toán Sacombank Pay. Chọn hình đại diện, avatar. Đưa bạn đến quản lý tài khoản. Chọn vào cài đặt thông tin. Chọn vào cài đặt Smart OTP. Có thông báo yêu cầu quý khách cần định danh để thực hiện tính năng này. Các bạn chọn đóng và quay lại phần quản lý tài khoản. Các bạn nào đã định danh rồi thì bỏ qua bước này nha. Các bạn chọn vào dòng chữ xác thực ngay trên nền màu cam. Ứng dụng đưa ra hai hình thức xác thực. Một là xác thực trực tuyến, hai là liên kết thẻ hoặc tài khoản Sacombank. Mình chọn cách thứ hai sẽ ít bị lỗi hơn. Các bạn chọn OK để cấp quyền truy cập camera. Đây là cách liên kết thẻ tự động. Mình chọn thực hiện liên kết thẻ thủ công bằng cách chạm vào mũi tên ở cuối màn hình hoặc vuốt lên. Ở phía trên có hai phần, thông tin cá nhân và thẻ Sacombank. Đối với các bạn mới cài đặt Sacombank Pay lần đầu thì phải nhập đầy đủ thông tin cá nhân. Đối với các bạn đã có tài khoản Sacombank Pay thì bỏ qua bước này. Quay lại phần thẻ Sacombank, bạn nhập số thẻ ATM vào ô số thẻ gồm có 16 số. Tại sao phải xác thực định danh tài khoản? Nhằm xác định chủ sở hữu bằng giấy tờ tùy thân, trùng khớp với thông tin đăng ký với ngân hàng Sacombank Pay. Đối với các bạn không có tài khoản ngân hàng ở Sacombank thì định danh cấp 1, còn bạn đã có tài khoản ở ngân hàng Sacombank thì định danh là cấp 2. Tiếp theo ô hợp lệ đến các bạn nhập số tháng và năm của thời hạn sử dụng thẻ. Còn ở ô CVV, các bạn nhập số CVV trên thẻ ATM gồm có 3 chữ số nằm ở mặt sau thẻ. Các bạn kiểm tra thêm một lần nữa xem các số đã đúng hết chưa, rồi tích chọn vào dòng tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Sacombank, sau đó chọn tiếp tục. Tiếp theo bạn sẽ nhận được mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng Sacombank. Bạn kiểm tra tin nhắn nhập vào ô mã OTP, mã gồm có 6 chữ số, sẽ hết hạn sử dụng sau 60 giây. Nếu bạn chưa nhập được thì chọn yêu cầu gửi lại. Bạn nhập xong trùng khớp sẽ tự động chuyển sang màn hình kế tiếp. Ở phần quản lý thẻ sẽ hiện lên tất cả thẻ mà bạn đã liên kết trên Sacombank Pay. Ngân hàng cũng gửi thông báo bạn đã hoàn tất xác thực qua tin nhắn. Để quay lại phần cài đặt Smart OTP, bạn chọn vào cài đặt thông tin, chọn vào cài đặt Smart OTP. Tại màn hình chính của Smart OTP có phần giới thiệu và hướng dẫn đăng ký. Sau khi đọc xong thông tin, bạn chọn vào kích hoạt ngay. Tiếp theo ngân hàng sẽ gửi mã kích hoạt đến số điện thoại đã đăng ký, gồm có 8 chữ số. Bạn kiểm tra tin nhắn và nhập mã vào ô. Mã này có thời hạn sử dụng là 5 phút. Nhập xong bạn tích vào ô tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện của Smart OTP, chọn tiếp tục. Tiếp theo bạn tạo mã PIN cho Smart OTP, gồm có 6 chữ số. Bạn lưu ý mã này khác với mã MPass của Sacombank Pay nhé. Bạn cần lưu lại mã để xác thực khi giao dịch. Bạn nhập lại mã PIN Smart OTP lần 2. Smart OTP gợi ý bạn kích hoạt sinh trắc học, nếu bạn không có nhu cầu thì chọn để sau, nếu đồng ý thì chọn vào xác nhận. Bạn áp vân tay đã đăng ký trên điện thoại vào Top ID để xác thực, bây giờ biểu tượng vân tay đã có dấu tích màu xanh là thành công rồi, bạn chọn vào hoàn tất để chuyển sang màn hình tiếp theo. Thông báo đã kích hoạt thành công phương thức xác thực Smart OTP. Các bạn muốn khóa Smart OTP thì soạn tin nhắn theo cú pháp STBBAI khoảng trắng KHOA gửi 8149. Hoặc liên hệ tổng đài 1900 555 588 để được hỗ trợ. Tiếp theo mình thực hiện đổi mã PIN Smart OTP. Các bạn chọn vào hình đại diện ở góc bên phải sẽ đưa đến quản lý tài khoản. Chọn vào cài đặt thông tin,
chọn cài đặt Smart OTP. Chọn đổi mã PIN Smart OTP. Ứng dụng yêu cầu nhập lại mã PIN Smart OTP cũ. Tiếp theo các bạn nhập mã PIN Smart OTP mới. Nhập lại mã PIN Smart OTP mới lần 2, có thông báo đổi mã PIN Smart OTP thành công và gợi ý đăng ký vân tay, chọn vào xác nhận. Bạn đặt vân tay vào Top ID để đăng ký, có thông báo xác nhận vân tay thành công, chọn đóng. Tiếp theo mình thực hiện cách thiết lập lại, Reset Smart OTP. Bạn chọn vào thiết lập lại Smart OTP, có thông báo đã thiết lập lại Smart OTP. Để tiếp tục sử dụng bạn thực hiện lại quy trình kích hoạt. Ở màn hình tiếp theo yêu cầu chúng ta nhập mã MPASS, là mã đăng nhập của Sacombank Pay. Tiếp theo hệ thống sẽ gửi mã kích hoạt qua tin nhắn SMS. Bạn kiểm tra tin nhắn, nhập mã kích hoạt gồm có 8 chữ số. Mã này có thời hạn sử dụng là 5 phút. Nhập xong bạn tích vào ô có dòng chữ, tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện sử dụng của Smart OTP, chọn tiếp tục. Bạn tạo mã PIN Smart OTP dùng để xác thực khi giao dịch. Bạn nhập lại mã Smart OTP lần 2, tiếp theo Smart OTP gợi ý bạn kích hoạt sinh trắc học. Nếu bạn không đồng ý thì chọn để sau, nếu bạn muốn thực hiện thì chọn vào xác nhận. Bạn đặt vân tay vào Top ID để xác thực biểu tượng vân tay đã có tích màu xanh, chọn vào hoàn tất. Cuối cùng có thông báo kích hoạt thành công, bạn chọn về trang chủ để thoát trang Smart OTP. Trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn cách kích hoạt phương thức xác thực bảo mật Smart OTP, cách đổi mã PIN, cách reset lại Smart OTP và cách định danh tài khoản Sacombank Pay. Chúc các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi ý kiến chia sẻ và đóng góp xin vui lòng để lại bình luận bên dưới video hoặc gửi tin về địa chỉ email ở dưới phần mô tả. Hãy bấm đăng ký để nhận được những video mới nhất và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.